Bản tin sáng nay của Bộ Y tế cho biết có thêm 15 ca mắc mới COVID-19, tất cả đều ghi nhận trong nước, trong đó tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 là 6 ca, Bắc Giang 5 ca, còn lại ở Lạng Sơn, Đắk Lắk và Hà Nam. Cụ thể, các ca mắc mới là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh có 6 trường hợp, gồm các bệnh nhân từ số 3.232 đến số 3.236 và số 3.244, 3 người nhà và 3 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Hà Nam ghi nhận một ca là bệnh nhân 3.231, nữ 61 tuổi, địa chỉ tại huyện Lý Nhân, là F1 của ca 2.899. Kết quả xét nghiệm ngày 8 tháng 5 phát hiện người bệnh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Đắk Lắk ghi nhận một ca là bệnh nhân 3.237, nữ 23 tuổi, địa chỉ tại thành phố Buôn Ma Thuột. Người này có tiền sử đi về từ Đà Nẵng và liên quan dịch tễ với ca 3.131. Kết quả xét nghiệm ngày 8 tháng 5 của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Lao và Phổi tỉnh Đắk Lắk. Lạng Sơn có 2 trường hợp ở huyện Hữu Lũng, gồm bệnh nhân 3.238, nam 46 tuổi và bệnh nhân 3.239, nữ 44 tuổi. Những người này được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 8 tháng 5. Bắc Giang ghi nhận 5 ca mắc ở huyện Lục Nam, gồm bệnh nhân 3.240, nữ 5 tuổi, bệnh nhân 3.241, nam 7 tuổi, bệnh nhân 3.242, nam 12 tuổi, bệnh nhân 3.243, nữ 43 tuổi, bệnh nhân 3.245, nữ 23 tuổi. Kết quả xét nghiệm ngày 8 tháng 5 của các trường hợp này dương tính với SARS-CoV-2, thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung. Tính đến sáng 9 tháng 5, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 3.245 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.826 ca lây nhiễm trong nước. Từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Bộ Y tế công bố 256 trường hợp lây nhiễm cộng đồng từ các ổ dịch khác nhau.